Chúng con là nguyện với thượng tọa đại đức tăng hôm nay mong đồ một pháp viên chúng con có dâng sự trên đầu thành đánh lễ các bậc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư con là nguyện với thượng tọa đại đức tăng đây nhân phần đánh giặc của tất cả ngũ thánh thống đại lão hòa thượng thích cơ đồ thánh thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thể theo sự thỉnh cầu của môn đồ phá giới chúng con chư tôn hiền đức đã quan lâm của thời buổi giờ này đã đến giờ khai kinh bạch Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng quan lâm chánh niệm nhất cú nhất kệ hưởng long chư tôn hiền đức hoan hỷ chứng minh cho Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.
Thank you.